Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2013, ngày thứ ba của Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Duyên Sự, đệ tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Thưa Pháp Sư, hai ngày đã trôi qua quá nhanh, nhưng đệ tử chúng con tin chắc rằng tất cả chúng sanh hiện diện nơi đây đều âm dương lưỡng lợi, đều thấm nhuần những lời giảng dạy của Ngài Giáo Pháp Như Lai, và từ đó hạt giống Bồ Đề ngày càng tăng trưởng hơn. Câu Phật hiệu ngày càng kiên cố và tha thiết hơn. Lại một lần nữa, đệ tử chúng con xin được gửi đến Tam Bảo, gửi đến Pháp Sư, tấm lòng thành kính tri ân của chúng con. Kính bạch Pháp Sư, đạo tràng giờ đây đã trang nghiêm và thanh tịnh. Kính thỉnh Pháp Sư quang lâm để ban cho chúng con thêm những lời pháp vô giá và chủ trì đại lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm ngày thứ ba. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thank you.
Ah!
Xá bà nghiệp lãng lục nhai nhà đã Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật, vị trí hồng thông, minh dương mỹ, phổ biến thập phương, minh dương mỹ cách, kim mông trai chủ, tứ chứng liên hữu đồng tu tại California, Mỹ Quốc, công vế tịnh thông học hội Mỹ Quốc, giới phùng hộ quốc tiêu tai, hồi hướng oan gia trái chủ nhất thiết khổ nạn chúng sanh, chu kỳ đắc thỉnh sơn tăng đăng tòa, ý bằng giáo pháp tác tam thời hệ niệm Phật sự. Nãi nhĩ thần linh, tao thượng thắng duyên, tự nghi nghiêm túc oai nghi, lái lâm tọa hoàng, cung linh diệu pháp, nhất tâm thọ độ. Bye.
Tam Bàn kiếp ngoại, Chi Bá Trần Hoàng, Bất Kinh thiên địa dĩ sanh thành, Khởi thuộc âm dương nhi tạo hóa, Nhiệt hướng lư trung, Chuyển thân cúng dường thường trụ tam bảo, Sát hải vạn linh Cực Lạc đạo sư A Di Đà Phật, Quán Âm thế chí thánh tịnh hải chúng. Ta Oh.
No.
tận tùng kim xúc, thập vạn ức trình đóng tay bất cách, nhị lục thời nội phàm thánh đồng độ, đế đầu hiệp trưởng bạch ngọc hào tinh minh nhật lệ, ca vịnh tán dương tử kim dung đình chấn lôi oanh, thanh lương nguyệt hệ hủ thủy giai hàm, cộng đức vân nhĩ vô sơn bất đới, hướng tượng độ hà nhất cử hồng danh siêu nhị tự, cả lăng xuất sắc thiết xưng gia hiệu áp quân âm, hạ tình duy thổ dị nam tư, nhất niệm hồi quang nhi dị vạn, cửu cánh bất cứ tâm ngoại phân minh kỳ tại mục tiền, thẩm như thị tức kim chúng đẳng hệ niệm mi đà tám thời phật sự, chỉ như bất thiệp chứng tu thận mong thọ kỹ nhất cứu như hà cử dương, phỏng âm thọ thọ thiện bán nhạc, hướng tổng tri tri tử sắc hoa. Yeah.
Amen.
Nhận vọng vi chân mê kỷ trục vật do thiện nghiệp vọng khiên triền lưu chuyển ngũ đạo hằng tùy sanh tử dị thăng trầm cảnh cố chỉ kim nhi mị gián đường trì sanh tự duyên sanh nhi pháp ánh bất giữ duyên câu sanh diệt tự duyên diệt nhi pháp tánh bất giữ duyên câu diệt sở dị vân pháp tánh trạm nhiên thị vị sanh nhi vô sanh giả giả vô sanh nhi sanh giả chúng sanh mê vọng nhập tâm tích nghiệp thành quả hư thọ luân chuyển vọng kiến sanh diệt ư pháp tánh thể thượng như kính hiện tượng tọ châu tùy sắc đương tri kính quang bổn tịnh chẩu thể tuyệt ngân vật cảnh hổ chương bất vi sắc tượng bị sắc tượng chư chi khứ lai do nghiệp quả chi nghiệm nhiên giả cố chư Phật ư nghiệm nhiên sanh diệt trung dĩ kiến vô sanh chúng sanh ư trạm nhiên vô sanh trung dĩ kiến sanh diệt chỉ nhân mê ngộ chi hữu sai toại trí hiện lượng chỉ bất nhất thực nải sanh vô tự tánh vô sanh diệt vô tự tánh ngộ tắc sanh diệt giải vô sanh mê tắc vô sanh giải sanh diệt sở dĩ ly thử biệt vô thì nãi nhất thể nhi dị danh giả thẩm như thị tắc A Ni Đà Phật tức thị ngã tâm ngã tâm tức thị A Ni Đà Phật tịnh độ tức thử phương tức tịnh độ khởi phi mê ngộ chi tự thù hà hữu thánh phàm nhĩ bỉ thử nãi chi hiện tiền chủng đẳng dĩ tự tánh A Ni Đà Phật giữ đại chúng thiện căn phổ đồng vận chuyển căn bản pháp luân chư nhân hoàn hủy tất mà sảnh diệt vô sanh sảnh bất sanh lạc ban na khẳng cấm nhân hành thùy tri vạn trượng hồng trần lý hàm đạm hóa khai nguyệt chánh minh.
nhân nhân phần thượng, bổn hữu mi đà, cả cả tâm trung, tổng vi tịnh độ, liễu tắc đầu đầu kiến phật, ngộ lai bộ bộ tây phương, thượng lai khải kiến tam thời hệ niệm, tịnh nghiệp đạo tràng, kim đương đệ nhất thời phật sự dĩ viên, như thượng thù huấn đầu nhập mỹ đà đại nguyện hải trung, chuyên vì vãng sanh đường thượng chủng đẳng thần linh, cầu sanh tịnh độ đảng niệm tự tùng bố thị, ngật chỉ kim sanh nhất niệm ví chân lục căn trục vọng, tùy tình tạo nghiệp tủng ngã vi phi, thân nghiệp đắc sát đạo ta dâm, khẩu quá tắc vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý ác tắc thường khởi tham sân thẩm sanh si ái, do tư tam nghiệp câu tỏa vọng duyên, thường cố cốt ư trần lao, đảng mang mang ư tuế nguyệt, dục tư xuất ly duy bằng sám hối huân tu chi lực, tỷ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chi quá khiêm, ứng niệm đốn tiêu sử sắc thanh hương vị xúc pháp chi phù trần, tức thời thảnh tịnh hữu cực lạc cầu sanh, toàn bằng pháp nguyện ngưỡng lao pháp chúng, dị khẩu đồng âm kính vi thần linh, chỉ tâm sám hối phát nguyện. Stop.
Oh.
sám hối phát nguyện dị cánh. Vãng sanh đường thượng chúng đẳng thần linh đương tri. Phu tịnh độ chi vi giáo giả, ngưỡng thừa A Di Đà Phật, tứ thập hữu bát, đại từ đại bi thâm trọng nguyện lực, nhiếp thủ thập phương nhất thiết chúng sanh, phàm cụ tính tâm giả giai đắc vãng sanh, tính giả tính hữu tây phương tịnh độ, tính hữu A Di Đà Phật, nhiếp thủ chúng sanh chi sự, ngã đẳng chúng sanh tính hữu vãng sanh chi Phật, nhiên tuy vị Mi Đà nhiếp thủ chúng sanh vãng sanh, yếu tính duy thị tùy tâm tự hiện, cảm ứng đạo giao cố cánh phi tùng ngoại đắc, như thị tính giả thị vi chân tính tính, nhiếp vô hạnh tức bất thành kỳ tính, hạnh giả lăng nghiêm kinh vân độ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. A Di Đà kinh vân, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhập, nhược nhị nhập, nải chí thất nhập, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ, như thị hành giả thị danh chánh hạnh. Hạnh nhiếp vô nhuệ nguyện tức bất thành kỳ hạnh, nguyện giả yếu giữ A Di Đà Phật, tứ thập bát nguyện 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 tương ưng thị vi đại nguyện giả, tính hạnh nguyện tam như đảnh tam túc, khuyết nhất bất khả kim nhĩ thần linh đương tri, hiện tiền nhất niệm bổn tự viên thường, tính hạnh nguyện nguyên thị tự kỷ bổn lai cựu hữu, như thị tánh đức kim giả đảm thị bổn tánh quang minh hiện pháp nhĩ. Thank you.
A Di Đà. Đại chúng niệm Phật sức con.